Coi hết chị gụ luôn hả? Làm mình luôn hả? Rồi bạn lấy gì bạn uống? Chia với bạn đi. Uống uống mình à. Anh mướp thì không được. Uống hết uống hết rồi luôn. Tôi xin anh tặng 4.000 thôi. Rồi tháng là xin 20.000. Chắc là tặng 2. Mua có tôi. Nếu giống cà chỉ quá, bóc là lãng mạn quá. Không, không bây giờ mày có. Cái mày đổ đồ người ta cá, mày chẳng qua mày ham muốn thôi. Đúng rồi. Bây giờ người ta có để con dao vô cổ mà cũng nói không được. Tại vì sáng tôi đã nợ anh này rồi. Đúng rồi, cắt cổ hơn đổ rượu. Đúng rồi. Không bỏ bịch rượu, phải chia rượu ra mới được. Đúng rồi. Mới có 10.000 mà bán đứng bạn rồi, rượu không chia sao được. Dục thêm 50.000 là coi như là bỏ bạn luôn. Này không có. Vô đi. Đây là chương trình Việt Nam Got Talent. Đây là cặp đôi hoàn hảo. Cặp đôi hoàn hảo, hai người uống chung một bịch rượu. Thành phần giám khảo hôm nay gồm có Chí Phèo, ba sĩ và đại diện bên nữ có chị Thị Nở. Rồi cặp đôi hoàn hảo thì hai người chia nhau cái bánh luôn. Đúng rồi. Vậy mà anh mướp vậy là bán đứng anh Hiếu. Tay rung quá vậy. Sáng giờ nhậu không ăn hả? Chia sớt luôn ha. Vậy tới chiều luôn hả?